Tây Hạ. Đại quân Tây Hạ của chúng ta chỉ làm ba ngã, trà trộn vào nước Tống giết cho chúng trở tay không kịp, trước hết tiến công thành Vĩnh Lạc, sau đó tiến thẳng Trường Khu. Một miền đồng cỏ của Tống Giang sẽ nằm trong phạm vi Tây Hạ của chúng ta. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Nguyên soái anh minh. Có thích khách, có thích khách, bắt lấy chúng. Nhất định phải bắt xong. Chạy mau, bang chủ sẽ tới tiếp ứng chúng ta. Thật khốn kiếp, nhất định phải bắt sống hai tên đó. Lý Đình Tông, bảo vệ quân soái, chúng ta đuổi theo. Yeah.
Lý Đình Đông, cản lại. Được. Long thủ, Bạch trưởng lão đã bị thương nặng, mọi người rút lui trước đi. Kiều lão chủ, chạy máu đi. Cao Diêu huynh đệ, mọi người chạy mau đi. Kiều lão chủ, cứu bà trưởng lão quan trọng hơn. Kiều mẫu sẽ yểm trợ, nhanh. Bàn chủ, đi mau. Bàn chủ hãy cẩn thận đó. Cẩn thận, chúng ta đi. Thank you.
Lão đại tới kìa. Ngay cả một tên tiền phong cũng không phục được. Các ngươi làm mất uy tín cá nhân của chúng ta quá. Thì ra là ác quán mãn doanh Đoàn Diên Khánh. Hèn chi phúc ngữ thuộc tài giỏi như vậy. Tứ đại ác nhân, tất cả đều đầu quân Tây Hạ nhất phẩm đường. Cam tâm lệnh ta sai. Nhất phẩm đường tập hợp dũng sĩ thiên hạ, phàm là kẻ nhất phẩm võ công cũng là thiên hạ nhất phẩm. Đoàn Diên Khánh càng là cực phẩm trong số nhất phẩm. Trời ơi, dấu mũi đốt thật là kinh tởm. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Làm sao gặp ai đây? Đại Nguyên. À, Vũ Dân à, nhanh lên, kim thương dược, giải trắng nước sạch. Nàng đứng đó làm gì nữa? Dạ. Băng chủ à, nãy giờ bà trưởng lão hôn mê bất tỉnh, e là... Kìa, Tống trưởng lão võ tài chữa bệnh, làm phiền Tống trưởng lão giúp bà trưởng lão, băng bó trước. Dạ, băng chủ. Trần trưởng lão, Mã đại ca, hai vị cũng đã bị thương à? Hay là chúng tôi chỉ bị thương ngoài da thôi, cần nhất là chữa cho bạch trưởng lão trước. Tạm thời thì bạch trưởng lão sẽ không bị đe dọa tính mạng. Tình hình bây giờ, ta nên thông báo cho các phân đường căn dặn huynh đệ trong bang cẩn thận đề phòng. Bang chủ à, người sợ bọn người của Tây Hạ nhất phẩm đường đến cái bang của ta gây sự trả thù sao? Xưa nay Tây Hạ lòng lan dạ sói, muốn xâm chiếm quốc thổ đại tống ta, cho nên đã thành lập võ quán nhất phẩm đường, chiêu nạp anh hùng hảo hán trong thiên hạ. Ngoại trừ việc huấn luyện tướng sĩ Tây Hạ ra, thậm chí chúng bán mạng tàn sát lẫn nhau. Lần này tôi và mạo phó ban chủ đột nhập vào Tây Hạ, hành thích chủ soái của chúng hết liên thiết thủ. Chính vì sự xuất hiện của tứ đại ác nhân mới làm cho sự việc thất bại. Tứ đại ác nhân chẳng những tiếng ác đồn xa, hơn nữa tên nào cũng võ nghệ phi phàm. Nếu chúng đã đầu quân nhất phẩm đường vì muốn gian danh lập công, nhất định sẽ không bỏ qua dễ gì.
Nhưng mà còn các cao thủ khác của Tây Hạ nữa cũng không thể xem thường. Băng chủ. Làm phiền Ngô trưởng lão lệnh cho các đệ tử của các phân đường cẩn thận đề phòng, phòng ngừa có biến. Dạ, băng chủ. Chắc là không có sao đâu. Băng chủ đã thu xếp cho Bạch trưởng lão nằm ở căn phòng phía sau. Tốt. Được ban chủ tận tình chăm sóc, nhất định Bạch trưởng lão sẽ mau chóng bình phục, yên tâm đi. Là phiền tổ phu nhân. Ban chủ lao tâm lao lực, hay là vào trong nghỉ ngơi đi. Được. Ban chủ, thuộc hạ thăm kiến ban chủ. Tướng đại chủ, có phải gặp quân tình nguy kịch không? Đúng vậy, thuộc hạ vừa mới nhận được tin báo của huynh đệ trong ban. Do chủ soái của Tây Hạ, Hách Liên Thiết Thủ bị thương nặng, đã hạ lệnh rút binh, không tiến công đại tống ta nữa. Tốt. Thật là tốt quá. Thật là tốt quá. Kiều ban chủ. Ban chủ. Mau, để ban chủ vào hậu đường đi. Dạ, đi. Chân khí nghịch hành. Madaka, vết thương của Kiều Phong không có gì đáng lo, không cần phải làm tiêu hao chân khí của cái gì. Ban chủ, người nghịch hành chân khí vào cơ thể chúng tôi sẽ khiến cho người bị thương. Kiều Phong có thể tự mình dẫn công điều tiết, không cần phải làm việc các gì. Các vị mời vào phòng nghỉ ngơi trước. Đệ Nguyên. Uống trà đi. Đệ Nguyên à. Lần này chàng ra ngoài đã đi bao lâu rồi? Từ lúc qua lễ Thượng Nguyên, ta đã rời khỏi Tĩnh Dương. Lần này về Tây Hạ thám thính quân tình, tính lại thì cũng hơn nửa năm rồi. Vậy chàng có biết tiếp ở nhà ngày đêm mong nhớ chàng, đêm đêm trằn trọc không? Ta biết. Từ lúc chúng ta thành thân đến nay, quả thật gần ít xa nhiều. Ta thật là có lỗi gì nè. Thiếp chịu thiệt thòi có đáng là bao. Nhưng chàng vì chuyện của cái bang tất bật không ngừng, lúc thì nói đi Đại Liêu, lúc thì nói đi Tây Hạ. Có câu làm thân trai tráng vì nước vì dân. Đây là tổ quấn của cái bang truyền lại xưa nay. Mã Đại Nguyên này thân là phó bang chủ của cái bang, sao lại không làm kẻ tiên phong chứ? Đại tống chúng ta tuy yếu bây lâu, nếu không kịp thời thám thính quân địch, ngăn chặn cuộc xâm lăng của Tây Hạ, ba tánh đại tống chúng ta lại bị ngoại tộc hành hạ. Đủ rồi, thiếp không muốn nghe nữa. Chàng lúc nào cũng vì dân vì nước, chàng có nghĩ tới thiếp không? Thiếp là thê tử của chàng đó. Thôi được rồi. Cho nên lần này ta quyết định nghỉ ngơi một thời gian, ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc cho nàng, vẽ mài tô son cho nàng. Thật hả? Dĩ nhiên rồi, bây giờ Tây Hạ đã rút binh rồi. Thôi đi, còn nói nữa. Thôi được, không nói nữa. Phu nhân à. Khuya lắm rồi, chúng ta vô nghỉ sớm đi. Phó ban chủ. Tướng đại chủ. Phó ban chủ, vết thương Bạch trưởng lão biến đổi, mời ông lập tức qua bên đó. Hả?
Bàn chủ, cho dù Bạch trưởng lão có thể may mắn giữ được tính mạng, nhưng do vết thương quá nặng, chân khí hao tổn, sau khi hồi phục, nội lực trong người không chừng sẽ mất hết từ đây. Như vậy hiển nhiên vết thương của bàn chủ sẽ càng lúc càng nặng thôi. Cho nên chúng ta đừng bao giờ tiết lộ chuyện này ra ngoài. Đúng vậy, bàn chủ cũng bị thương nặng, nhưng mà với tình hình của bàn chủ, nhất định sẽ bất chấp sống chết dẫn công chữa trị cho Bạch trưởng lão. Nỗ lực tan biến, khác nào võ công tự phế trở thành phế nhân. Cho nên chúng ta nhất định phải giữ kín bí mật này, không thể cho Kiều bang chủ biết được. Trước giờ Kiều bang chủ làm việc đôi khi cũng rất nóng nảy. Ban chủ, hey. Ban chủ đừng đi mà ban chủ. Phó ban chủ, ông đến đúng lúc lắm. Mau khuyên ban chủ đi, người đòi ra ngoài uống rượu. Ban chủ à? Kiều Phong vừa mới thức dậy đã cảm thấy buồn chán vô cùng. Thì ra là mấy ngày nay không có rượu uống rồi. Ban chủ à, vừa mới bị thương, càng không tiện lặn lộ đường xa để đến tận thị trấn uống rượu. Nếu vậy thì làm phiền Mã Đại Ca lấy rượu Trần Niên trong nhà, để tôi cùng với các vị trưởng lão nâng ba chén rượu có được không? Đáng tiếc là thường ngày hàng xa chỉ có mình nội tử thôi, nên không có chuẩn bị rượu ngon. Hả? Kiều Phong có thể chịu đói, nhưng mà không thể thiếu rượu. Có điều lần này phải phiền ban chủ chịu đựng một thời gian. Phải đó. Người thân là ban chủ cái bang, mọi chuyện đều nên lấy đại cuộc làm trọng. Đúng vậy. Cũng như trận chiến biên thùy Tây Hạ lần này, ban chủ bất chấp bản thân, tranh giành sống chết với kẻ địch, vậy có thiếu cẩn trọng quá không? Lỡ như ban chủ bị tổn thương, cái bang chúng ta sẽ trở thành rắn mất đầu rồi. Kẻ địch sẽ thừa cơ xông vào. Cái bang chúng ta từ xưa là đệ nhất đại bang ở Võ Lâm, cũng kiêm trách nhiệm bảo vệ quốc gia, thân là an nguy của Đại Tống. Bang chủ là thân thể vàng kim, càng phải cẩn thận, lấy an nguy của bá tánh làm trọng. Ý tố của các vị trưởng lão, Kiều Phong ghi nhớ trong lòng. Nhưng huynh đệ gặp nạn, Kiều Phong quyết không khoanh tay đứng nhìn. Người chỉ lo cho tình huynh đệ, bất kể an nguy của cái bang, bất kể mọi người lo lắng. Ngô trưởng lão không nên nóng giận. Chuyện này tôi sẽ bàn tính lại với bàn chủ. Mã Đại Nguyên lấy trà thay rượu, kính bàn chủ một chung. Đây. Mã Đại Ca, mời. Bàn chủ mời. Kiều Phong làm việc đôi khi quá nóng nảy, cũng may là có Mã Đại Ca tính tình trầm tĩnh, bù vào chỗ thiếu sót. Thật ra tình hình lúc đó Mã Đại Nguyên hiểu rõ. Lúc đó huynh đệ cái bang bị cao thủ Tây Hạ bao dây trùng trùng, tình hình nguy kịch. Bang chủ vì cứu người mà bất chấp tính mạng của mình. Nếu như không làm như vậy thì người đó sẽ không gọi là Kiều Phong nữa. Mã Đại Ca. Bang chủ cũng vì khí khái cứu huynh đệ của cái bang mà không lo tới tính mạng của mình, rất được lòng mến mộ của huynh đệ trong bang. Bàn chủ trọng tình trọng nghĩa, bản chất trí dũng hơn người không ai sánh bằng. Tiền nhiệm Uông bàn chủ truyền lại cho người, quả thật là có con mắt tin tưởng, và cũng là phước của cái bàn ta. Thật không ngờ người hiểu rõ Kiều Phong nhất chính là Mã Đại Ca đi. Bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại nói tôi và bàn chủ ý kiến bất đồng, không cùng chí hướng, dẫn đến xung đột. Thật ra thì bấy lâu Kiều Phong kính phục Mã Đại Ca tính tình cẩn thận, chuyện gì cũng nghĩ trước tính sau, suy xét tường tận. Chỉ có điều ngày thường con người của Mã Đại Ca quá trầm tư ít nói, lại không thích uống rượu kể chuyện, cho nên xưa nay Kiều Phong nhất mực kính phục. Hiếm khi thấy bang chủ bày tỏ như vậy. Thật ra thì Mã Đại Nguyên này trời đã phú cho tính cách đó, muốn sửa cũng không có sửa được. Thế Đại Ca không nên sửa, lỡ như Kiều Phong bất cẩn uống sai gây rối, lại không có ai kiềm chế,
Mã đại ca, thật ra làm huynh đệ là tùy thuộc tấm lòng, sợ gì lời đồn chứ. Kiều Phong kính huynh một chung. Mời. Mời. Phu nhân à, nè, cô cạn chén với mọi người đi. Nè, không uống à? Uống đi. Nè, chúng ta uống đi. Uống đi. Đây, mời mời ba. Xin mời, xin mời. Ban chủ hữu lễ. Ban chủ hữu lễ. À, tổ phu nhân không cần cái xấu. Huynh đệ, chúng ta cạn chung. Cạn. Cạn. Phu nhân, cẩn thận đó. Ý, mùi rượu thơm quá. Có phải Mã đại ca nhờ tổ phu nhân mang đến cho tôi? Là tiểu nữ đặc biệt nấu cho ban chủ. Mã đại ca không biết đâu. Mã đại ca đúng là quá lo xa. Thật ra Kiều Phong uống rượu như là uống nước vậy, không có gì đáng lo. Rượu ngon, tiếc rằng rượu quá ít, đêm nay không thể say rồi. Để tiểu nữ thay thuốc cho ban chủ nha. À, vậy làm phiền tẩu phu nhân. Ừ. Trong đại hội bách khoa của năm ngoái, tiểu nữ đã từng gặp ban chủ rồi. Hả? Đại hội bách khoa? Năm ngoái vào khoảng mùa xuân, đại hội bách khoa trong thành Lạc Dương đó. À, tôi nhớ ra rồi. Ban chủ nhớ thật à? Dĩ nhiên là tôi nhớ. Là đông đạo của trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang ở thành Lạc Dương mời huynh đệ cái ban của tôi đến vườn hoa của ông thưởng thức rượu bách khoa vừa mới pha chế. Hơ, rượu đó quả nhiên là dòng miệng thơm ngọt, mê đắm lòng người. Rượu ngon, rượu ngon. Có lẽ lúc đó quá đông người, ban chủ nhất thời không để ý. Thì ra lần trước tổ phu nhân cũng đã đến dự hội. Gọi tổ phu nhân nghe xa lạ quá. À, đúng vậy, phải gọi là đại tổ mới đúng chứ. Đại tổ thấy ngài chịu nhiều vết thương, thật là đau xót. Ê, Kiều Phong là kẻ võ phu, chảy máu bị thương cũng chỉ như chuyện ăn cơm thường ngày thôi. Ban chủ anh hùng hiếm thấy, còn mang họ Kiều, có thể nói là cầu gỗ có thể nương tựa suốt đời. Tổ phu nhân à, vết thương của Kiều Mộ có thể tự băng bó được? Vết thương sau lưng ngài làm sao tự băng bó được? Hả? Ở đây hẻo lánh lắm, từ đây đến thị trấn còn rất xa, rất tốt cho ban chủ tịnh dưỡng, không có ai tới quấy rầy đâu. Tổ phu nhân, xin bà tự trọng. Xưa nay Kiều Phong rất kính trọng Mã đại ca, tình như thủ túc. Có câu trưởng huynh như cha, trưởng tổ như mẹ. Kiều Phong không muốn Mã đại ca đem lòng hiểu lầm. Thật ra kẻ đang hiểu lầm chính là ban chủ đây. Tiểu nữ có ý thay thuốc cho ban chủ, ngài tưởng là có ý khác à? À, vết thương của tôi không có gì đáng lo, không dám làm phiền đại tổ. Đại tổ, mời về cho. Tiểu nữ xin cáo lui. Mẫn à, chuyện gì vậy? Ai chọc giận nàng vậy? À, chắc là Mã Dương tuổi tác đã cao, không biết cách hầu hạ nàng chứ gì. Đàn ông thối các người, ai cũng tự tư tự lợi. Hả? À, nàng muốn nói ta không lo cho nàng chứ gì. Nè, bây giờ chẳng phải ta đang ở cạnh nàng hay sao? Ta không cần chàng ở bên cạnh. Nàng... Ta không muốn gặp chàng nữa.
Đàn ông thúi các người nói đến thì đến, nói đi thì đi. Xem Khang Mẫn này là ai chứ? Ta cố tình trang điểm cũng vô ích thôi. Chàng không về, ta còn thấy yên tĩnh hơn. Nè, thôi thôi đi mà. Lỗi cũng tại ta. Ta xin lỗi nàng nha. Ta không cần chàng tốt bụng đâu. Mẫn à. Mẫn. Kiều Phong, ngươi là đàn ông thúi có mắt không trồng. Tại sao Khang Mẫn này khổ sở như vậy? Muốn làm Dương Phi cũng không được, muốn làm phu nhân ban chủ cũng không ai cho. Tại sao? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với ta như vậy? Ta đã đích thân giết chết con ruột của mình, cũng chỉ muốn lấy được Mã Đại Nguyên, gã đàn ông thúi vừa già vừa vô dụng đó. Cho dù Khang Mẫn này có đầy nét phong tình, sắc đẹp tuyệt trần thì có ích gì? Cái ta muốn đạt được thì không bao giờ ta giới tới. Ta không cam tâm, ta thật sự không cam tâm. Ban chủ, cái gì? Bạch trưởng lão tình dưỡng thêm mấy ngày, vết thương của ông ấy không có gì đáng lo. Chẳng những không đáng lo thì đã ban chủ đã giúp bạch trưởng lão đã thông hai mạch nhâm đốc. Ban chủ, hai mạch nhâm đốc khi đã khai thông, bạch trưởng lão sẽ hồi phục công lực. Bạch trưởng lão có thể giữ được công lực cả đời, nhưng mà còn ban chủ thì lại hao tổn nguyên khí. Hôm trước năm người chúng tôi hợp sức cũng không thể giúp bạch trưởng lão. Ban chủ vừa hồi phục vết thương, chẳng khác nào. Các vị, mọi người có thể yên tâm. Kiều Phong này khỏe mạnh như trâu, dù ăn uống cực khổ thì hơi sức cũng không cạn kiệt, máu trong người chảy không dứt. Chỉ cần tôi uống thêm hai tửng rượu thôi thì sẽ sinh long hoạt hổ. Ban chủ. Quan binh lỗi lạc, chỉ có một chuyện cho tới giờ vẫn luôn canh cánh trong lòng, hối hận không kịp. Không lẽ Uông ban chủ không muốn Kiều Phong tiếp nhiệm chức vị ban chủ? Kiều Phong tiếp nhiệm ban chủ sẽ làm cho cái ban càng thêm hưng thịnh. Đại Nguyên, chúng ta là huynh đệ với nhau, đệ lại là phó ban chủ cai bang. Lá thư này đệ cất giữ cẩn thận,
Nếu mai này tuổi thọ của đệ đã tận, trước khi chết nhất định phải ghi nhớ thiêu hủy lá thư này. Sau khi ta chết, đệ hãy cẩn thận lưu ý Kiều Phong. Nếu như hắn có giả tâm gì khác, đệ phải lập tức tập hợp các vị trưởng lão mở bực mực hàm này. Sự việc trọng đại, đệ phải ghi nhớ cho kỹ. Mã Đại Nguyên nhất định tuân theo lời dặn của Uông Bang chủ. Uông Bang chủ, từ lúc Kiều Bang chủ nhậm chức tới nay, hết lòng diệt trừ hung nô, lập nhiều kỳ công, cai bàn trên dưới một lòng, thành danh giang xa. Kiều Bang chủ đối với huynh đệ trong bang càng can đảm tường chiếu, không phân dài dê, thậm chí không tiếc xả thân cứu giúp. Kiều Bang chủ là một chân anh hùng, hảo hán tử, lý nào lại có lòng làm phản? Tôi cần phải sớm tiêu hủy bức mật hàm này để tránh gây thêm thị phi. Lúc Uông Bang chủ lâm chung có căn dặn, nói trước khi mình chết mới có thể đốt bức mật hàm này. Nếu như bây giờ đốt đi, có khác nào phụ lòng nhờ cậy của Uông Bang chủ? Kiều Phong, Đệ Nguyên, thời tiết chuyển lạnh, chàng khoác thêm áo vào đi. Qua đây ngồi nè. Phu nhân à, ừ? Mã Đại Nguyên này phiêu bạt nửa đời, có thể cưới nàng làm vợ, quả thật là phần phước của ta. Dĩ nhiên là phần phước của chàng rồi. Trời sinh thiếp có tướng dưỡng phu mà. Thiếp còn chờ làm phu nhân bang chủ nữa. Ê, bây giờ nàng là phu nhân của phó bang chủ rồi mà. Chàng hãy nghe cho kỹ đây. Thiếp không muốn làm phó. Thiếp muốn làm bang chủ phu nhân. Nàng nói nhảm cái gì vậy? Thiếp không có nói nhảm. Luận tuổi tác, chàng lớn hơn Kiều Phong. Luận kinh nghiệm ở trong bang, Kiều Phong càng không thể so sánh với chàng được. Hắn có thể làm bang chủ, sao chàng lại không thể chứ? Nói bậy. Kiều bang chủ nghĩa khí ngút trời, khí khái hơn người. Bản chất là một nhân tài là bang chủ. Mã Đại Nguyên này, luận võ công, luận học thức, luận khí khái, không có gì sánh bằng người. Ta có thể phò trợ bang chủ thì đã mãn nguyện lắm rồi. Đại Nguyên, chàng nói vậy e rằng tự phỉ báng mình đó. Đủ rồi.
lời nói của đàn bà với nàng ta coi như chưa từng nghe nàng nói. Nhưng mà lỡ đồn đại ra ngoài sẽ làm mất hòa khí với huynh đệ bọn ta đó. Đại Nguyên, câu nói đó không phải do thiếp nói, mà là do ban chủ tiền nhiệm Uông Kiếm Thông đã nói. Hả? Nàng nói cái gì? Thiếp muốn nói Uông ban chủ lúc lâm chung có căn dặn, chức vị ban chủ không phải một mình Kiều Phong có thể ngồi, chàng cũng có thể thay thế hắn mà. Nói vậy làm sao nàng biết chứ? Đây là mật hàm do Uông ban chủ để lại, liên quan tới cơ mật của ban hội, nàng dám xem lén sao? Quy định trong ban thì người ngoài không được can dự vào chuyện của ban hội. Nàng coi lén mật hàm này coi như tội chết rồi, ta không thể thiên vị. Không coi cũng đã coi rồi, chàng đánh đi, đánh cho thiếp chết luôn đi.